Khi cái chết nó đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng mắt nhìn những người xung quanh, đứng bên cạnh mình. Ai là người mà bạn có thể nương tựa, nương nhờ đây? Chỉ có A-di-đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Sanh tử đại sự, không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A-di-đà Phật giúp ta giảng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này và đã lựa chọn rồi thì phải nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần hãy trân quý trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, tinh lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A-di-đà Phật, khẩn cầu Phật thương xót. Từ sớm đến tối tha thiết cầu nguyện với Ngài một cách liên tục, không bỏ phí một giây phút nào. Nếu như không trân quý pháp môn này, không nương tựa một cách vững chắc, khó mà tránh được sự sai lầm một cách hồ đồ. Suốt ngày từ sớm đến tối sống qua loa qua ngày, chớp mắt là mấy năm qua mau, đến sau cùng bệnh tật dày dò tấm thân, nằm liệt trên giường, nếu muốn niệm Phật thì không ra tiếng nổi, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu nghe không rõ. Lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cơ hội đã vụt mất rồi. Cầu Phật hiệu là bảo vật như ý, không thể nghĩ bàn, có thể cho ta đạt thành mọi thứ lợi ích của thế gian lẫn xuất thế gian. Nó có thể giải trừ mọi nguyên đan của thế gian, có thể trừ độc, trị bệnh, và còn có thể giải trừ sanh tử, khổ đau, cứu vớt con người từ trong sanh tử luân hồi, chuyển phàm thành thánh. Tóm lại, tất cả mọi sự việc đều có thể dùng câu Phật hiệu này để giải quyết. Vấn đề then chốt là chúng ta phải có niềm tin chân thật. Vì sao phải nói như vậy? Bởi người già dễ gặp bệnh khổ, gặp những chuyện xảy ra bất ngờ, lúc đó phản ứng đầu tiên nên đề câu Phật hiệu lên. Thí dụ khi gặp nguy nan phải làm sao? Liền buông xả vạn duyên, nhất tâm nhất ý niệm A-di-đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn mình giảng sanh. Điều này trong lúc bình thường cần phải luyện tập cho thuần thục. Một số người không có nhận thức sâu sắc đối với câu danh hiệu, thường hay mê tín với những khoa học kỹ thuật về y liệu, dược liệu. Họ không biết Phật hiệu có một sức mạnh cực kỳ không thể nghĩ bàn. Trong tất cả những thứ không thể nghĩ bàn, lực lượng của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn tột cùng. Giả lại Phật hiệu là cảnh giới quả địa của Phật, cho nên cần phải sanh niềm tin cực đại đối với danh hiệu A-di-đà Phật, dùng tâm hoan hỷ, yên thành để trì niệm. Nếu có tính tâm một cách trọn vẹn thì được gia trì cũng trọn vẹn. Hơn thế, sự gia trì này thật sự cực kỳ không thể nghĩ bàn. Nên thường xuyên suy nghĩ, thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, giống như ngọn đèn tàn trước gió, có thể bị dập tắt lúc nào không hay. Lại như hạt sương trên cỏ, mặt trời vừa ló dạng, sương mù liền tan, liền bốc hơi, hoặc như bọt bóng trên mặt nước. Gió vừa thổi liền bị dở tan, hoặc như tia lửa của cục đá mài vừa xẹt ra thì biến mất ngay. Cái thân thể hư giả này về tuổi xế chiều, tùy thời có thể bị hủy hoại, không sáng thì tối, không thể không nóng lòng chột dạ hay sao? Đời người nhiều lắm chỉ 100 năm, nay đã đến tuổi già rồi, phải mở rộng tâm ra, nhìn thấu thế gian này như một vở tuồng, có gì là thật đâu chứ. Trên sân khấu có thể đóng nhiều vai trò khác nhau, có vai nào là thật, toàn là giả tạm mà. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy, cũng đang diễn kịch, đóng vai vợ chồng, vai mẹ con, vai trò gia đình, các loại sự nghiệp. Nay đã già rồi nên biết mọi thứ trên đời đều như một vở tuồng, không thật chút nào, chớ có cố chấp. Thời gian của tuổi già không còn nhiều nữa, có thể chỉ 5 năm, 3 năm. Cái thời gian ngắn ngủi này phải sống như thế nào đây? Phải lấy câu A-di-đà Phật tiêu khiển thời gian, lấy thế giới cực lạc làm quê hương để ta nương về. Ngày nay niệm Phật, mai sau giảng sanh Tây Phương, đây là việc vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Nghĩ như vậy thường sanh tâm hoan hỷ, không nên sanh phiền não. Nếu như gặp việc gì không vừa ý, tâm phiền não khởi lên, lập tức chuyển tâm qua cầu A-di-đà Phật, nhanh chóng niệm lên câu Phật hiệu, tự phản chiếu và nghĩ, ta là người trong thế giới của A-di-đà Phật, sao lại có thể giống như người thế gian. Nghĩ như vậy ta có thể chuyển giận thành vui, vui vui vẻ vẻ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chuyện đời chớ có xen vào, lo âu nhiều quá, chớ tranh đua hơn thua với người,
Làm được như vậy mới là người có trí huệ, tự mình được hưởng an lạc, tự tại. Hiện nay con cái đa phần không biết hiếu thuận. Nếu con cái trong nhà đối xử với bạn không tốt, đôi lúc bị nàng dâu la mắng, hoặc ở ngôi nhà quá sụp sệ, hoặc phải làm việc quá nhiều, những thứ này đều không nên quá để ý. Phải nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Nếu không, bạn càng nghĩ sẽ càng giận, càng cảm thấy tủi thân. Muốn tâm không khổ thì phải nhất tâm niệm A-di-đà Phật. Nghĩ như vậy rồi sẽ càng niệm càng quan hỷ. Sau khi biết được đạo lý này, phải luôn luôn nương cầu Phật hiệu, không lìa bỏ. Chỉ cần trong tâm bạn có Phật, mọi thứ đều sẽ biến thành tốt. Trong một ngôi nhà nhỏ niệm Phật, niệm đến ngôi nhà trở nên hương quang trang nghiêm, thành ngôi nhà tốt nhất. Lúc làm việc nhà, vừa làm vừa niệm, làm việc nhà cũng là việc rất vui vẻ. Do đó chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không nghĩ ngợi những chuyện khác, sẽ thoát ly được các khổ nhỏ của đời người. Chẳng những ngay đến cái đại khổ của sanh tử vẫn có thể thoát ly, đến lúc lâm chung A-di-đà Phật đón bạn về thế giới cực lạc tốt biết bao. Cho nên phải buông xả để nhất tâm niệm Phật. Không cần đợi sau khi giảng sanh, ngay bây giờ thường được hưởng niềm vui an lạc. Thời dân quốc, tại Chiết Giang có một phụ nữ lớn tuổi, gia cảnh nghèo khổ, con trai lại mất hiếu. Có một hôm bà bị con trai chửi mắng, bà rất đau lòng. Xong bà đi tìm vị thầy xuất gia để than thở. Thầy nói, bà biết thân mình mang nỗi khổ, vì sao không bán nó đi? Bà hỏi, làm cách nào để bán? Thầy nói, bà chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, lâm chung Phật đến đón bà về Tây Phương, sẽ đoạn dứt mọi thứ khổ, chỉ hưởng niềm an vui. Như vậy là đem cái khổ bán đi rồi. Bà nói, hai mẹ con chúng con ở chung một căn nhà, trong đó vừa có giường lại thờ ông Táo, dưới giường là chuồng heo, bê bối như vậy, làm sao mà niệm Phật được thầy? Thầy nói, đều không sao cả, bà chỉ lo niệm thường xuyên không gián đoạn, lúc rỗi rảnh thì vào chùa lại Phật. Bà sau khi về nhà y giáo phụng hành, một lòng cầu thoát khổ niệm Phật không hề gián đoạn. 3 năm trôi qua, trước vài tháng lâm chung, bà nói với con trai là: tháng mấy ngày mấy mẹ đi Tây Phương, con đừng ra ngoài, ở nhà lo hậu sự cho mẹ, xem như tận hiếu của người làm con. Con trai của bà không hề tin chuyện này. Qua một thời gian, bà nhắc lại một lần nữa, con trai bà vẫn không tin. Đến trước vài ngày lâm chung, con bà bỗng dưng ngửi được mùi thơm kỳ lạ, đi tìm khắp nơi cũng không biết từ đâu bay tới. Lúc đó mới tin lời của mẹ là thật. Vào đúng ngày đó, con bà ở nhà trong chừng, chỉ thấy mẹ tắm rửa thay quần áo, ngồi đoan trang niệm Phật rồi giảng sanh. Như bà lão này, gia đình nghèo khổ, con lại mất hiếu. Theo thường lệ, tuổi già mà gặp hoàn cảnh như thế thật là đau khổ vô cùng. Thế nhưng bà biết mình khổ, một lòng muốn thoát khổ, nên hết lòng nương tựa A-di-đà Phật. Kết quả được giải tỏa hết mọi thứ đau khổ rồi. Thưa các bác lớn tuổi, chỉ cần một lòng một dạ niệm câu Phật hiệu, không lúc nào bỏ quên, cho dù phải làm nhiều việc nhà cũng sẽ không thấy khổ cực. Khi niệm Phật, tâm ta quan hỷ thì làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy vui. Nhìn thấy ai cũng vui, mỗi ngày mỗi đêm không việc gì mà không vui. Cho nên tuổi già muốn được an vui thì không nên rời câu Phật hiệu. Vừa rời khỏi Phật, trong tâm khởi lên vô minh phiền não, liền rơi vào cái khổ ngay. Nếu như có thể chuyên nhất, có thể kiên trì mà niệm, không cần thời gian lâu lắm là có thể đạt đến chỗ vừa làm vừa niệm không gián đoạn. Được như vậy, nỗi khổ trong tâm sẽ càng lúc càng ít, nhất định càng ngày càng an lạc hơn. Cho nên cần phải suy nghĩ kỹ, nếu dùng câu Phật hiệu để sống qua tuổi già hay không. Bây giờ chúng ta nói đến việc làm thế nào giải quyết vấn đề của tuổi già. Ngay trong câu Phật hiệu mà giải quyết. Hiện nay người già khắp nơi rất cô đơn. Nếu có thể đặt trọn tâm tư vào câu Phật hiệu, để tâm mình tương ưng với tâm Phật, thì liền được thoát khổ, giải sầu. Con cái không được như ý muốn, làm thế nào để không khổ não? Chính là niệm A-di-đà Phật. Niệm quen rồi sẽ không nghĩ đến chuyện thế gian nữa, như vậy sẽ hết khổ ngay. Ngược lại, không niệm A-di-đà Phật, tâm không chỗ nương tựa, luôn duyên theo chuyện con cái, như thế sẽ rất khổ. Do đó, cần phải đổi tâm trở lại để không ngừng niệm Phật. Được sự gia trì của Phật rót vào trong tâm, tâm trạng trở nên rất tốt, rất vui vì có chỗ nương tựa. Rất nhiều những người già quanh năm niệm Phật, tai thính mắt sáng, sự suy tư rất minh mẫn sáng suốt, giả lại cuộc sống có niềm hy vọng, không bị tuyệt vọng bởi cái chết. Cho nên niệm Phật là một pháp môn đại an lạc.
Vừa nghĩ đến lúc lâm chung có A Di Đà Phật tới đón, nghĩ đến việc siêng tu của mình nhất định được giảng sanh, trong tâm liền tràn đầy niềm tin và với tất cả niềm vui ở trong lòng. Người khi về già, trong tâm không còn buồn khổ, tuy thân thể khó tránh một số bệnh khổ, nhưng có câu Phật hiệu rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có thể niệm A Di Đà Phật thì có tương lai, có hy vọng rồi. Nếu không niệm Phật, khó mà tránh khỏi những thứ khổ từ các phương diện đưa tới, đặc biệt là sự buồn tẻ cô đơn, sự tuyệt vọng sợ hãi. Làm cách nào để trực diện, để giải quyết? Xã hội ngày nay khác với xã hội ngày xưa. Ngày xưa còn có mấy đời từ ông cố đến cháu ở cùng với nhau. Thời đại ngày nay, người già càng lúc càng cô độc. Con cái đa phần là bất hiếu, rất ít sống chung, qua lại thăm viếng người già. Tuy nhiên chúng ta có câu Phật hiệu thì không sợ rồi, vì từng ý niệm của chúng ta đều ở với Phật. Những thứ vừa nói sẽ không thành vấn đề nữa. Người già sở dĩ cảm thấy đơn chiếc là do tư tưởng của chúng ta không mở rộng, không có điểm tựa, là nhìn thấy con cái bất hiếu, không đến thăm viếng, không nói chuyện với mình, trong tâm cảm thấy lạnh lẽo trống vắng. Nếu có thể đặt hết tâm tư ở nơi Phật, một lòng một dạ nương tựa Phật, Phật sẽ không che bỏ chúng ta. Như thế tâm ta sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ, trong sáng. Niềm vui này không cần điều kiện bên ngoài ban cho, chỉ cần trong tâm luôn giữ câu Phật hiệu. Đây chính là linh đơn quan hỷ. Có người lúc về già đạt được niềm an vui mà suốt trong mấy mươi năm qua không đạt được. Niềm vui này không phải do con biết hiếu thảo hoặc được món ăn ngon, cũng không phải do quần áo mặc đẹp hay được ở nhà sang trọng mà có. Niềm an vui này không có niềm vui nào cả thế gian có thể sánh bằng. Cho nên phải biết làm người già có trí huệ, phải biết đặt tâm ở câu A Di Đà Phật, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Lại nữa, người già có thể mắc những bệnh mãn tính, bệnh lãng trí, tai biến mạch máu não. Làm cách nào để đề phòng? Vẫn là một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ. Nếu hết lòng nương tựa Phật, tuổi già của mình sẽ thuận lợi rất nhiều. A Di Đà Phật từ bi, khi lâm chung có thể khiến bạn chánh niệm phân minh, đương nhiên trước lúc lâm chung cũng có thể giúp bạn tránh được những bệnh tật trên. Thế nhưng bạn phải tự mình chịu làm mới được. Cho nên tuổi già rồi, chớ có lo chuyện thế gian nhiều quá. Ấn Tổ khai thị là phàm chuyện sinh kế của gia đình, chuyện con cháu nên để qua một bên. Tỷ như nếu ta lúc 60 tuổi qua đời thì con cháu đến nay nó vẫn tiếp tục làm người phải không? Bây giờ ta chỉ lo niệm Phật liễu sanh tử, vốn chúng không thể giúp ta giải quyết việc sanh tử, há gì ta lại vì chúng mà ảnh hưởng đến việc đại sự của mình. Nếu bạn nghĩ được như vậy, tự nhiên sẽ nhất tâm mà niệm Phật. Hiện nay ai cũng biết có tiền thì có thể mua xe, mua nhà, có một cuộc sống thoải mái, nên rất có niềm tin đối với tiền bạc rồi dốc sức đi kiếm tiền. Thật ra chúng ta nên tin tưởng vào tác dụng và lợi ích bất khả tư nghị của câu Phật hiệu. Nếu chúng ta dốc lòng nương tựa, toàn tâm toàn lực trì niệm, nhất định sẽ được lợi ích chân thật, không hư vọng. Đó là lợi ích ngay trong đời này được giải thoát. Thật là đơn giản, dễ dàng, tiện lợi, không cần bất cứ điều kiện ngoại tại nào. Chỉ cần người nào chịu trì niệm thì người đó liền được lợi ích bất khả tư nghị. Vì đây là vô thượng diệu bảo mà A Di Đà Phật dùng để cứu độ tất cả chúng sanh. Vấn đề then chốt là chúng ta có niềm tin chắc quyết đối với câu danh hiệu và có thể kiên trì hay không. Nếu được thì mọi thứ sẽ đều trở nên thuận lợi. Cộng thêm vào đó sự thề nguyện quyết chí giảng sanh, nhất định sẽ được giảng sanh Tây Phương. Những người già chúng ta nay đã khá lớn tuổi rồi, thời gian không còn nhiều nữa, phải biết khéo sử dụng một chút thời gian còn lại này. Nếu trong tâm mình tin tưởng A Di Đà Phật, nhất tâm muốn đi thế giới cực lạc, là từ sớm đến tối bỏ hết thời gian ra niệm Phật, nhất định sẽ được giảng sanh. Nếu không biết khéo sử dụng thời gian, chỉ lo chạy đông chạy tây, điều gì cũng muốn học muốn thử, tâm không chuyên nhất, không có phương hướng cố định, đến lúc lâm chung tâm bấn loạn không tự chủ được, như thế thì rất nguy hiểm. Do đó cho dù thế nào, tuổi đã cao rồi, tốt nhất lấy Tây Phương Cực Lạc làm chỗ nương về. Chỉ còn vài năm sống ở thế gian nữa thôi, nhất định phải phân chia rõ ràng cái nào là chính, cái nào là phụ. Phải đem việc giảng sanh tịnh độ làm trọng trong việc tu hành, khiến cho lực lượng niệm Phật càng thêm sức mạnh. Sau cùng chỉ một tâm tư duy nhất là niệm A Di Đà Phật, một phương hướng duy nhất là về thế giới cực lạc. Như vậy nhất định sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói với chúng ta: trên đời không có việc gì khó,
chỉ sợ tâm không chuyên. Phật nói, định tâm ở một nơi, không việc gì là không thành. Ấn Quang Đại Sư nói một cách trực chỉ hơn, nhất tâm niệm Phật, làm việc gì cũng thành. Hôm nay xin báo cáo đến đây. Trong quá trình báo cáo, e sẽ không tránh khỏi những điểm sai sót. Cứ xin Sư Phụ Thượng Nhân cùng các vị thiền tri thức phê bình chỉ chính, không ngại thứ giáo. A Di Đà Phật. Đệ tử Thích Tự Liễu Khấu Trình, ngày 17 tháng 10 năm 2014. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hà Không nói, bài văn báo cáo của Pháp Sư Tự Liễu nên in ra để lưu hành, phiên dịch thành ngoại ngữ và phân phát khắp nơi đến các viện dưỡng lão, bệnh viện. Lời Pháp Sư Tự Liễu nói rất thực tế. Nhưng ngày hôm qua, tôi nhận được một lá thư của người bạn cũ. Người bạn này lớn hơn tôi một tuổi, năm nay đã 89 tuổi rồi, sức khỏe không được tốt. Trong thư nói với tôi, trước kia ở viện dưỡng lão, tối thức giấc đi xuống giường bị té, không đứng lên được, nằm mãi dưới đất suốt đêm. Rất may chỉ bị thương ngoài da, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Đến sáng hôm sau, người đến quét dọn phòng mới phát hiện ông bị té. Bạn xem, người già như vậy rất khổ. Nếu gặp phải con cái bất hiếu, càng thương tâm đau lòng, tâm trạng làm sao mà vui vẻ tốt lành được chứ. Cho nên những bài khai thị của Pháp Sư Tự Liễu này là nhu cầu cấp bách đối với họ. Thật sự tin tưởng có Phật, tin tưởng có thế giới cực lạc, tin tưởng có A-di-đà Phật, rồi cứ thế mà niệm, thân tâm của họ liền được bình hòa. Chúng ta biết cảnh tùy tâm chuyển, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Chỉ cần ý niệm của họ đúng, liền có sự giúp đỡ rất lớn đối với sức khỏe của họ. Chúng ta hiện nay có sự quan hệ rất tốt với trung tâm dưỡng lão nơi này, đã qua lại quen biết hơn mười mấy năm. Chúng ta giúp đỡ họ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Những loại khai thị tương tự như vậy, bất luận là thời nay hoặc thời xưa, chúng ta nên thu thập lại thành một quyển sách nhỏ. Tôi tin là có thể nhắc nhở rất nhiều người niệm Phật và khiến cho người già sống được yên tâm hơn. Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, 18 tháng 10 năm 2014.